Chào mừng các bạn lại trở lại với chuyên mục review một chiếc smartwatch mới cùng với Kay. Và như các bạn cũng đã biết rồi đấy, thì VU là một cái hãng mà cho ra mắt rất là nhiều sản phẩm có cái tên tương tự nhau, chỉ đổi số mà thôi. Và thiết kế cũng như là tính năng của nó cũng hao với nhau nữa. Tuy nhiên hiện tại ngày hôm nay Kay sẽ đem với các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới có tên là VU W33. Và thật ra thì trên thị trường đây là chiếc đồng hồ đang được rất là nhiều người quan tâm khi được hỏi tới. Và lý do để mà nó được quan tâm thì cũng dễ hiểu thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem thử nó như thế nào nhé. Ok, bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này có một cái thiết kế khá giống với chiếc Huawei Watch GT, khi mà nó được trang bị là mặt kính tròn cùng với đó là dây cao su, và xung quanh thì có một cái khung viền bằng thép khung rỉ. Mặt kính này sẽ có độ rộng là 1,2 inch và độ phân giải của nó sẽ là 240x240 pixel. Và kích thước của đồng hồ thì có thể thích ứng với những bạn nào là nam có cổ tay to hoặc là bạn nữ có cổ tay to, bởi vì cái diện tích nó cũng khá là lớn ấy, thì những bạn nào có cổ tay nhỏ đeo thì cũng không có được hợp lắm, nên các bạn hãy cân nhắc khi mà mua. Mặt kính thì được làm bằng chất liệu kính cứng và kèm theo là có một cái viền xung quanh đồng hồ khoảng là 5mm bao bọc xung quanh. Và cái viền này thì cũng có những cái chi tiết họa tiết như là những cái gạch này hay là chữ số, và tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó giống như một cái mặt đồng hồ thời trang đeo vào rất là fashion. Và cái điểm này nó khá giống với chiếc Huawei đấy. Tuy nhiên thì cái khung viền này thì nó lại không được trang bị là xoay, tính năng xoay, mà chỉ đơn thuần là để yên một chỗ thôi. Và ngoài ra thì bên hông của đồng hồ chúng ta cũng có thể thấy được nó có một cái nút vặn, nhìn cũng rất là chắc chắn, vặn thì cũng rất là thoải mái dễ dàng nữa. Và nó có tính năng là bật tắt đồng hồ hay là ấn chọn menu. Mặt sau của đồng hồ thì có bề mặt nhám và nó sẽ không có bám mồ hôi cũng như là rất là dễ lau chùi. Ở đây thì cảm biến đo nhịp tim cũng như là đế sạc 500 thì được trang bị ở mặt sau này như những chiếc đồng hồ khác. Về dây hiện làm bằng chất liệu là silicone rất là mềm mại nè, dễ dàng uốn dẻo và không lo hư tổn nữa, bởi vì khi mà các bạn đeo lên tay ấy, mình thấy rất là thoải mái luôn, cũng như là vặn vẹo uốn dẻo tham gia những cái hoạt động thể dục thể thao và ra mồ hôi cũng không sợ bám mồ hôi, bởi vì nó có những cái lỗ thoát mồ hôi rất là ok. Ngoài ra thì dây không bị đơn điệu chút nào khi mà có những cái đường vân hình chéo dọc chéo chéo, mà tạo cái cảm giác là nó sẽ sang hơn, đẹp hơn khi mà đeo nữa. Và nhìn chung vào thiết kế của chiếc BUKW33 này thì mình cảm thấy cực kỳ là ấn tượng. Nó khác hẳn so với những cái sản phẩm trước đó, nó không còn kiểu rẻ tiền nữa mà đã được hoàn thiện hơn và thiết kế nè, đẹp và bóng bẩy hơn. Mang lên tay cũng cảm giác giống như một chiếc đồng hồ thời trang hơn rất là nhiều. Và trong đó thì cũng mang rất là nhiều tính năng thông minh nữa, thành ra là mình cảm thấy vô cùng là hài lòng với thiết kế của nó. Tuy nhiên thì có một điểm lưu ý về thiết kế đó chính là màn hình của nó rất là dễ bám vân tay. Và khi mà mình hoạt động ra mồ hôi thì thao tác bấm cũng sẽ giảm đi cái độ mượt mà, cũng như là khó ăn hơn. Với lại là nó không được làm bằng kính cường lực mà chỉ được làm bằng chất liệu kính cứng thôi, thành ra là cũng rất là dễ vỡ, nên các bạn cũng bảo quản cẩn thận nó một chút nhé, và nên tránh va chạm khi sử dụng. Về màn hình thì chiếc đồng hồ này được trang bị 4 mặt đồng hồ khác nhau trên đồng hồ, và chúng ta có thể tùy chỉnh trực tiếp khi mà chúng ta ấn chọn trên đồng hồ. Ở đây thì mình thấy là các mặt đồng hồ của nó cũng khác nhau và hiển thị thông tin ra toàn màn hình, rõ ràng đầy đủ các thông số về nhịp tim, giấc ngủ, bước đi, các hoạt động của chúng ta thường xuyên thể hiện rõ trên những cái mặt đồng hồ này luôn. Và mặt đồng hồ thì cũng có những cái sự ấn tượng khác nhau khi mà được trang bị những cái biểu tượng nè, con số, màu sắc cũng rất là đẹp mắt nữa. Về khả năng hiển thị thì mình cũng cảm thấy là nó khá ổn, nhưng mà không gọi là quá tốt, ở mức tạm chấp nhận được thôi. Và khi mà mình bật độ sáng ở mức độ maximum luôn á, khi ở ngoài trời nắng thì vẫn chưa thật sự là rõ nét lắm khi mà sử dụng. Còn bình thường khi mà sử dụng trong nhà hay là ở những cái chỗ mát bóng râm thì cái mức độ hiển thị của nó thì cũng ok, cũng tốt. Về thao tác thì mình cảm thấy rằng khi mình thao tác trên đồng hồ thì khác so với dòng BUKW17 và 19 thì nó đã được thay đổi và có cảm ứng khắp các mặt màn hình luôn. Điểm này là điểm nâng cấp so với những chiếc đồng hồ thế hệ trước và cũng là một điểm đáng ghi nhận. Và cảm ứng của nó cũng rất là mượt mà, dễ dàng thao tác, dễ dàng ấn chạm. Tuy nhiên thì có đôi lúc nó cũng khá là giật giật và có một chút độ trễ trong cái quá trình mình ấn chọn những cái mục trên đồng hồ. Tiếp theo đó là về tính năng của chiếc đồng hồ này, thì trên chiếc đồng hồ này nó cũng được trang bị những cái tính năng cơ bản như là luyện tập thể dục thể thao này, hay là nhận được thông báo, hay là nghe nhạc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu xem thử nó làm được gì nha. Trước hết thì để sử dụng chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ cần phải kết nối với một app. Và chiếc đồng hồ này có thể là
kết nối với hệ hoàn iOS lẫn cả Android luôn. Và app ở đây thì sẽ tên là Link to Sport, và các bạn có tải ở trên CF Play hay là App Store đều được cả. Đối với hệ điều hành Android thì sẽ hỗ trợ kết nối từ Android 5 chấm trở lên. Còn đối với hệ hoàn iOS thì sẽ hỗ trợ từ iOS 9 chấm trở lên. Đầu tiên là đối với tính năng là nhận thông báo cuộc gọi, thì giống như trên những sản phẩm khác thì nó cũng được trang bị tính năng này. Và khi mà mình sử dụng, khi mà có cuộc gọi đến với điện thoại của mình thì mình thấy nó có một độ trễ cỡ 1 đến 2 giây. Tuy nhiên độ trễ này cũng không gọi là quá nhiều. Tiếp theo đó là về tính năng là chăm sóc sức khỏe hay là luyện tập thể dục thể thao. Thì ở đây thì nó có một tính năng mình cũng thích, đó chính là nhắc nhở mình vận động nè, cũng như là nhắc nhở mình uống nước. Thì chúng ta có thể tắt mở và điều chỉnh cái thời gian của cái việc nhắc nhở này. Và mình cảm thấy rằng cái tính năng này nó khá là hữu ích, bởi vì nó sẽ nhắc mình là uống nước vào nếu mình có quên, hay là nhắc mình là luyện tập vận động khi mà ngồi quá lâu tại một vị trí. Thì cái điều này cũng giúp cho mình cảm thấy là ok hơn rất là nhiều. Rồi ngoài những cái tính năng mình vừa nêu trên ra thì đồng hồ cũng có những tính năng cơ bản, ví dụ như là báo thức nè, hay là đo được nhịp tim của mình, đo được giấc ngủ của mình, cũng có camera để hỗ trợ chụp ảnh, và những cái tính năng vân vân may may nhỏ nhỏ xíu xíu khác để mà giúp cho mình hỗ trợ tiện dụng hơn trong các hoạt động hàng ngày nữa. Ngoài ra thì đồng hồ cũng sẽ trang bị tính năng là phát nhạc, điều chỉnh nhạc trực tiếp trên đồng hồ. Và sau khi kết nối với điện thoại thì chúng ta cũng phải dễ dàng điều chỉnh những bài hát của mình nghe nhạc, và có thể sử dụng được khi mà chúng ta đang ở ngoài đường đi tập thể dục thể thao, thì việc này cũng sẽ ok. Ngoài ra thì các chế độ luyện tập thể thao cũng được trang bị trên đồng hồ. Ví dụ như là trong nhà ngoài cửa đều có hết, chạy bộ ngoài trời, đạp xe ngoài trời, leo núi, yoga, bơi lội, vân vân mây mây đều có cả, nên các bạn cứ yên tâm để mà sử dụng nhé. Và cuối cùng thì một điểm rất là quan trọng đối với một thiết bị thông minh đó chính là về dung lượng pin. Thì chiếc đồng hồ này được trang bị viên pin là 480 mAh, và chỉ cần tốn 2 tiếng đồng hồ để mà sạc đầy cho một lần sạc mà thôi. Và sau khi sạc đầy 100% pin thì có thể là sử dụng được từ 3 đến 4 ngày mà không cần lo lắng về thời gian pin. Mình cảm thấy rằng đây là một cái thời lượng khá là tốt khi mà sử dụng đối với một sản phẩm thông minh. Nó cũng gọi là rất trâu bò rồi đấy. Và nói tóm lại thì chiếc BUKW33 này là một sản phẩm đồng hồ thông minh khá là thực tế và hữu ích cho những ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm mới. Nó có một cái màn hình hoàn thiện hơn, thiết kế đẹp hơn, độ mượt mà cũng tinh tế và tốt hơn nữa. Ngoài ra thì cũng có đầy đủ những cái tính năng để giúp hỗ trợ mình thông qua những cái bài tập luyện nè, cân đo đong đếm được sức khỏe và cho ra những cái kết quả cũng khá tốt nữa. Và một điều đặc biệt nhất đó chính là nó có một cái mức giá rất là hạt rẻ. Mua về thì chắc chắn là sử dụng không có sợ lỗ đâu, vì giá cực kỳ tốt luôn. Và các bạn hãy truy cập vào đường link kia để bên dưới để tham khảo mức giá cũng như những cái khuyến mãi mà chiếc đồng hồ này đang có tại thị trường các bạn nhé. Đó là ý kiến của Kay thôi, còn các bạn không biết các bạn nghĩ gì về chiếc đồng hồ này, hãy để lại bình luận bên dưới cho Kay cùng biết với. Còn bây giờ Kay xin chào và tạm biệt các bạn. Bye.